Xin chào quý khán giả của ship.vn. Hôm nay mà các bạn cùng chúng tôi mở hộp một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Bulova. Đây là một mẫu đồng hồ được đặt bởi một vị khách tại quận Thủ Đức thuộc tổng công ty Việt Thắng. Đây là mẫu đồng hồ được đặt từ một cái cửa hàng rất là quen thuộc tại thành phố New York. New York còn gọi là một cái siêu đô thị trên thế giới, một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới. Thì cửa hàng này nằm ở quận Brooklyn tại New York, nơi là viết tắt của từ New York. Brooklyn là một cái quận đông dân nhất của thành phố New York. Thì cửa hàng nó nằm ở đường 53 Chase 324, rồi được ship tới kho của ship là tại tiểu bang California thuộc thành phố Rolling Rock, là sử dụng dịch vụ là USPS. Đây là bưu điện Mỹ, có mã check-in là rất là dài, thì các bạn có thể gõ mã check-in này vào trang usps.com để kiểm tra hành trình vận đơn. Thì tất cả những thông tin này khi mà khách hàng đặt hàng tại eShip thì đều được thông báo tự động qua email để khách hàng nắm được thông tin một cách nhanh nhất. Tức là ngay khi có check-in thì quý khách sẽ nhận được một thông báo tự động qua email, tất cả đều được tự động hết. Sau đây chúng tôi sẽ thực hiện cắt siêu. Thì trong đây là có hai sản phẩm, một chiếc Bulova và một chiếc Tissot. Tuy nhiên chúng tôi sẽ review chiếc Bulova trước. Chiếc Tissot chúng tôi sẽ review trong một cái video khác. Chiếc Bulova nó sẽ nhỏ hơn, còn bên đây là chiếc Tissot. Thì chúng tôi sẽ để riêng qua một bên để review chiếc Bulova trước. Đây, bên ngoài được bao một cái lớp giấy dầu để chống bị những cái bụi bẩn rồi nó bám vô chiếc bóc. Thì sau đây chúng tôi sẽ đeo bao tay vào. Đây, tôi để qua miếng giấy dầu qua một bên. Đây là chiếc bóc của Bulova, một chiếc bóc với bóc màu đen với một cái vỏ giấy màu trắng bên ngoài. Đây là vòng chữ Bulova màu đen rất là nổi bật trên cái nền giấy màu trắng. Bên hông là thông số. Đây là thông số, là đường kính là 22mm. Ở cái tab này nó không có độ dày, tuy nhiên mẫu đồng hồ của chúng ta có độ dày là 7mm. Đây là mẫu đồng hồ WTZ là viết tắt của Watt, còn SS là viết tắt của Stanley Steel, với giá niêm yết là $225. Đây là mã sản phẩm BUL96B155. Cho đến tôi sẽ tháo cái bóc trắng này ra. Rồi, đây là cái bên trong là một chiếc bóc đen, cũng là tên thương hiệu Bulova, màu bạc rất là nổi bật trên nền mặt đen. Đây, bên dưới là một chiếc Bulova dành cho nữ, rất là nhỏ nhắn. Bên trên nó có một cái miếng siêu, thì chúng tôi sẽ tạm gỡ miếng siêu này ra để chúng ta review được rõ nét nhất. Đây, một chiếc Bulova với đường kính chỉ 22mm và độ dày là 7mm. Một mẫu đồng hồ có đường kính là khá bé, nhưng dành cho những cái bạn nữ mà thích sự nhỏ nhắn và xinh xắn. Thì ở thông số bên ngoài nó ghi là đồng hồ đây là một mẫu đồng hồ pin, tức là nó đồng hồ watt. Ở Việt Nam mình còn hay gọi là đồng hồ pin. Thì đồng hồ watt thì nó là nguyên lý hoạt động, nó là bên trong nó có một cái bảng mạch điện tử, và cái bảng mạch điện tử đó thì sẽ được cung cấp nguồn bởi một viên pin. Thì viên pin thường thường là nó sẽ có chu kỳ hoạt động là từ 2 đến 3 năm. Đó, nên ở Việt Nam chúng ta thường hay gọi là đồng hồ pin, chứ bạn chắc tên đúng nguồn gốc của tiếng Anh của nó là đồng hồ watt. Rồi tiếp theo, tất cả những cái bộ phận xung quanh làm bằng thép không gỉ, hầu như là đa số. Đây, ở trên mặt sau nó có in luôn thông số nè, stainless steel. Mã sản phẩm là 96B155. Water resist. Rồi, stainless steel, ở ngoài cái vỏ bóc cũng có thông số là stainless steel. Thì stainless steel tức là thép không gỉ. Thì đây là thường hầu hết cái đồng hồ sử dụng loại thép là 316L, vì đây là một cái loại thép mà nó có đặc tính là nó chịu được ăn mòn rất là tốt. Chịu được ăn mòn trong những cái môi trường như nước biển. Khi chúng ta tắm biển chẳng hạn thì nước biển nó bám vào thì nó sẽ rất là dễ ăn mòn. Thứ hai là mồ hôi của một số người có nồng độ axit mạnh
thì nó cũng là một cái những cái môi trường ăn mòn rất là mạnh. Vì vậy cái thép 316L thì nó sẽ chịu được cái sự ăn mòn đó, nên các bạn yên tâm. Thì vì sao thép 316L nó có đặc tính ăn mòn cao? Tại vì bên trong thép 316L là nó có một cái nồng độ niken và molybden rất là cao, nên cái thép 316L nó có đặc tính chống ăn mòn rất là tốt. Rồi tiếp theo, trên thiết kế là phần trên mình benzen là không xoay được, và benzen là được đánh bóng, mặt số là màu đen đó. Màu đen là một cái màu nó rất là gây sự tò mò, nó là biểu tượng của sự quyền bí và không kém phần, và cũng là nó biểu tượng cho sự gọi là sang trọng. Màu đen thường thường trong quan điểm hiện đại thì màu đen nó là còn là biểu tượng cho sự giàu sang và đặc biệt là quyền lực, nhất là những cái vị trong giới chính trị gia đa số là rất là thường hay sử dụng màu đen. Các bạn để ý trong các cuộc gặp thượng đỉnh cấp cao thì hầu như những cái chiếc xe của các vị tổng thống đều là màu đen hết. Màu đen nó mang lại một cái tính rất là mạnh. Thì bên cạnh đó, màu đen là một cái màu rất là an toàn, thì chúng ta đeo màu đen thì chúng ta có thể đi ở bất kỳ sự kiện nào hết, tất cả những cái sự kiện này màu đen nó đều phù hợp. Đây là một màu rất là an toàn. Những bạn nào mà thích sự an màu về tìm một cái màu sắc an toàn thì chúng ta có thể chọn cho mình một cái màu đen. Tại vì đeo những cái màu mà nổi bật như màu xanh, màu đỏ thì nó rất là nổi bật, chúng ta đi vô một cái vài sự kiện mà nó sẽ không phù hợp. Đó là về phần chất liệu, màu sắc. Còn về đường kính thì đây là một mẫu đường kính có 22 thôi, nên dành cho nó hầu như là bạn nào cũng đeo được hết. Đa số là những bạn nào thích những cái mẫu thiết kế nhỏ nhỏ thì đây là những cái mẫu mà chúng đáng để chúng ta cân nhắc. Về đôi giày là chỉ có 7 thôi, cũng đối với một đồng hồ với đôi giày trung bình là thường thường là 10, thì ở đây là chỉ có 7, thì là đôi giày ở đây tương đối là mỏng. Rồi bởi 7 thì những bạn nào có cổ tay dẹp là đeo vẫn là đeo ok. Còn 10 á, là những bạn nào cái cổ tay á, nó không có tròn quá, không có dẹp quá thì nó phải cân đối. Ở đây đôi giày 7 thì những bạn nào có cái cổ tay mà kiểu dáng nó hình nó dẹp á, thì chúng ta đeo vẫn vẫn ok, vẫn vẫn rất là đẹp. Rồi phần dây đeo, dây ở đây là một cái thanh cứng. Ở đây là phần mà những cái mắc nối nó ôm hơn, ở thanh ở đây thì nó không ôm bằng. Đó những bạn nào mà tay cổ tay nhỏ quá là coi chừng cái phần cây này nó sẽ bị vên, nên những bạn nào mà có cái cổ tay tròn á, thì đảm bảo chắc chắn là đeo ok. Còn những bạn nào mà có cổ tay quá bé thì nên để ý cẩn thận là đeo coi chừng nó sẽ bị vên ra, nó không có ôm được cái cổ tay tại vì cổ tay bé quá. Còn những bạn nào có cổ tay tròn thì cái này nó sẽ cong theo cái độ tròn của cổ tay. Còn riêng cái phần dây mắt này thì nè, bạn yên tâm, nó ôm được tất cả các kiểu dáng cổ tay luôn. Để trên khóa nó có hình logo của một logo của Bulova đó, một đồng hồ được thiết kế rất là lạ mắt. Thường thường dây nó sẽ kéo những nó sẽ bao gồm những cái mắc nối từ trong ra ngoài, từ cái lớp này ra tới ngoài khóa luôn. Riêng ở đây thì ở đây là thiết kế dạng một cái thanh cong, ở đây là phần những cái mắc nối với nhau rất là mới lạ. Thì trình bày sơ qua một chút về thương hiệu Bulova, thì Bulova là được thành lập vào năm 1875 bởi một cái người đàn ông nhập cư từ Bohemica vào Mỹ có tên là Joseph Bulova. Thì ông mở một cái cửa hàng sửa chữa đồng hồ tại tại Maydenland thuộc quận Manhattan của thành phố New York. Thì không ai ngờ rằng là từ một cái cửa hàng nhỏ như vậy thì sau này ông đã xây dựng phát triển nên thành một cái đế chế, thành một cái thương hiệu Bulova hùng mạnh. Thì Bulova còn được gây tiếng vang trong cộng đồng người Mỹ là nhờ cái việc mà xây dựng những cái trường học đào tạo cho những cái những binh lính, những người binh lính mà của Mỹ sau khi thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ hai vào năm 1945 á, thì những người đó không có việc làm thì Bulova đã dành sẵn rất là nhiều việc làm dành và đào tạo cho những cái bạn đó, những cái người lính là cách sửa chữa đồng hồ đó, là tạo được việc làm cho rất là nhiều người đó, nên Bulova nó gây được một cái tiếng vang trong cộng đồng người Mỹ. Đó, tiếp theo là phần mặt sau. Mặt sau ở góc 12 giờ đó là tên thương hiệu Bulova được phun mờ và logo của Bulova
bên phải là stainless steel là cho chúng ta biết thép không gỉ, ở dưới là mã sản phẩm 96B155, ở góc dưới là dòng chữ water resist thôi, nó không có đơn vị là bao nhiêu bar, thì ở đây là chỉ chịu được cái đi mưa thôi, chúng ta không thể nào đi đi bơi hoặc đi lặn được đó, chúng nó chỉ chịu được những cơn mưa đến bất chợt. Tiếp theo bên trái là C86012007, đây có thể là serial number của mẫu đồng hồ này, có thể là mỗi mẫu có 10 mẫu đồng hồ như thế này thì nó sẽ có những cái serial number này, nó sẽ in những cái số khác nhau. Còn đây là cái thông tin thẻ tag của Bulova Diamond Gallery. Thì Bulova còn có thêm một cái dòng sản phẩm là Bulova Arctic Ocutrong. Thì dòng sản phẩm Ocutrong nó đã đồng hành với NASA là bay vào vũ trụ vào năm 1969. Đó là một những cái dòng rất là nổi tiếng của Bulova. Đó. Đây là tất cả những cái thông tin mà eShip muốn chia sẻ với các bạn, và tất cả những cái thông số. Thì các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì vui lòng để lại bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể và cùng nhau thảo luận. Rồi, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.